À, xin chào cả nhà, xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ về 19 cái sai lầm mà đa số các nhà đầu tư thường mắc phải à, của William O'Neill qua cuốn sách là làm giàu qua chứng khoán. Đây là một trong những 19 cái sai lầm mà nhà đầu tư thường hay mắc phải. À, vị huấn luyện viên bóng chày bộ dục nổi tiếng ở Modan từng đã nói rằng hãy củng cố những điểm yếu tới khi chúng trở thành những điểm mạnh của bạn lý do người ta thường bị thua lỗ hoặc chỉ đạt được những kết quả tầm thường trên thị trường đơn giản là do người ta phạm quá nhiều những sai lầm trong cuộc sống trong công việc cũng như sự nghiệp của bạn cũng như vậy bạn đang dậm chân tại chỗ hoặc là đi thuộc lùi không phải là do những điểm mạnh mà là những sai lầm hay là những điểm yếu mà bạn chưa nhận ra và sửa chữa chúng đa số mọi người chỉ đổ lỗi cho người khác đưa ra các lý do, biện chứng để bào chữa dễ hơn nhiều so với thực sự phân tích hành vi của chính bạn. Từ đầu đạp niên năm 1960, tôi đã quen biết hoặc làm việc với vô số những nhà đầu tư mạo hiểm cá nhân, từ những người mới tham gia và chưa có một chút kinh nghiệm cho tới những tay chuyên nghiệp khôn ngoan. Điều mà tôi khám phá ra là từ việc bạn mới bắt đầu hay đã nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ kinh nghiệm đầu tư đều không thành vấn đề, thực tế là nhiều kinh nghiệm đôi khi còn có hại nếu bạn liên tục củng cố những thói quen xấu của bạn. Thành công trên thị trường chứng khoán chỉ đạt được bằng cách tránh né những sai lầm kinh điển mà biến đại đa số mọi người trở thành các nhà đầu tư ít thành công. Sau đây là những sai lầm mà bạn phải tránh. Thứ nhất là cố chấp giữ những cổ phiếu thua lỗ trong khi chúng có rất ít giá trị về lý lẽ đa số mọi người có thể tống khứ chúng ngay từ đầu nhưng do họ là con người nên họ đã để cho tình cảm chi phối bạn không muốn lỗ nên bạn cứ chờ đợi và hy vọng cho tới khi sự thua lỗ của bạn trở nên quá lớn khiến cho bạn phải trả giá tới nay đây vẫn là sai lầm số 1 mà các đa số các nhà đầu tư đều mắc phải họ không hiểu rằng tất cả mọi cổ phiếu đều có tính đầu cơ cao ẩn chứa nhiều rủi ro rất lớn. Bạn phải cắt giảm tối đa mọi khoản lỗ, không có ngoại lệ. Quy luật của tôi là luôn luôn tống khứ mọi khoản lỗ ngay lập tức khi cổ phiếu nào đã rớt 7-8% so với giá mua. Việc tuân thủ theo quy luật đơn giản này để đảm bảo bạn tồn tại được đến ngày hôm sau để tiếp tục đầu tư vào những cơ hội trong tương lai. Thứ hai là mua cổ phiếu đang rớt giá việc làm đảm bảo sẽ đem lại những kết quả tồi tệ. Một cổ phiếu đang xuống giá có vẻ là một món hời thực sự bởi lẽ nó rẻ hơn nhiều so với giá chính nó vài tháng trước. Một người quen của tôi đã từng mua cổ phiếu International Hanover vào tháng 3 năm 1981 tại mức giá là 19 đô la vì nó đã giảm giá mạnh. Đây là lần đầu tiên anh ta đầu tư và anh ta đã phạm một sai lầm kinh điển anh đã mua một cổ phiếu tại mức gần với giá của nó trong năm về sau anh ta phát hiện công ty này đang gặp rắc rối nghiêm trọng và khả năng bị phá sản vào năm 1999 một người phụ nữ trẻ mà tôi quen biết đã mua cổ phiếu Xerox khi nó rớt giá trầm trọng xuống một đáy giá mới tại mức là 34 đô la và có vẻ thật rẻ một năm sau nó lại bán với giá chỉ 6 đô la, tại sao lại cố bắt những con dao đang rơi xuống kia chứ? Thứ ba là cân đối giảm thay vì cân đối tăng. Nếu bạn mua một cổ phiếu tại mức giá là 40 đô la, rồi sau đó mua thêm khi nó rơi xuống 30 đô la. Để cân đối, phí mức tổn ở mức 35 đô la cho mỗi cổ phần, bạn đang theo chân những kẻ thất bại và nếm tiền vào nơi tồi tệ. Chiến lược nghiệp dư này có thể gây ra thua lỗ trầm trọng và kéo theo danh mục đầu tư của bạn xuống vực sâu cùng với một kẻ thất bại thảm hại. Thứ tư là mua lượng cổ phiếu lớn với giá thấp thay vì lượng cổ phiếu nhỏ với giá cao. Nhiều người nghĩ rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu mua những số lượng hàng trăm hoặc là hàng ngàn cổ phần. Điều này tạo ra cho ta cảm giác rằng họ đang mua được nhiều hơn so với số tiền của mình tốt hơn họ nên mua 30 hoặc 50 cổ phần có giá cao của những công ty đang thể hiện thành tích tốt. Hãy suy nghĩ rằng số đô la mà bạn đầu tư thay vì số cổ phần mà bạn có thể mua. Hãy mua mặt hàng tốt nhất có thể chứ không phải mặt hàng rẻ nhất. Nhiều nhà đầu tư không cưỡng lại nổi trước những cổ phiếu 2, 5 đô la hoặc là 10 đô la nhưng đa số các cổ phiếu được bán ở mức giá 10 đô la hạt thấp hơn đều có lý do giải thích cho sự rẻ mặt của chúng, hoặc là chúng tỏ ra kém cỏi trong quá khứ, hoặc là chúng đang gặp rắc rối ngay trong hiện tại. Cổ phiếu cũng giống như thứ hàng khác, mặt hàng tốt nhất không bao giờ có mức giá rẻ nhất, hay nói cách khác nôn na là tiền nào của nấy. Như thế vẫn chưa hết, các cổ phiếu giá thấp thường tốn kém hơn và các khoản hoa hồng giá trị gia tăng và vì chúng có thể rớt giá 15 đến 20 nhanh hơn so với đa số các cổ phiếu giá cao nên chúng có tiềm ẩn rủi ro lớn hơn. Đa số các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức không đầu tư vào các cổ phiếu 5 đô la hoặc 10 đô la. Vì vậy chúng ta không có sự bảo trợ tốt những cổ phiếu tiền xu có dưới 1 đô la còn tệ hơn nữa. Như chúng ta đã đề cập ở trước đây, sự bảo trợ của các tổ chức là một trong những thành phần cần thiết thúc đẩy cổ phiếu tăng lên cao hơn. Các cổ phiếu giá rẻ cũng có mức chênh lại cao hơn giữa giá đặt và giá yêu cầu. Bạn thử so sánh một số cổ phiếu 5 đô la có giá đặt là 5 đô la và giá yêu cầu là 5,25 đô la với giá cổ phiếu 50 đô la có giá trị là 50 đô la và giá yêu cầu là 50,25 đô la. Đối với cổ phiếu 5 đô la, khoảng cách đặc biệt là 0,25 đô la chiếm tỷ lệ gần 5% với mức giá đặt, trong khi đối với cổ phiếu 50 đô la, khoảng cách biệt đó chỉ chiếm là 0,5% kết quả là các cổ phiếu giá rẻ thường phải tăng giá rất nhiều mới có thể hòa vốn và vượt qua mức chênh lệch giữa giá đặt và giá yêu cầu nói trên thứ năm là muốn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng nghiên cứu những phương pháp phù hợp nhất hoặc là thu thập những kỹ năng và kỷ luật nền tảng có thể khiến cho bạn uh, té nặng nhiều nhà khả năng bạn sẽ nhảy vào một cổ phiếu nào đó quá vội vàng và sau đó lại quá chậm trong việc cắt giảm thua lỗ khi bạn vi phạm những sai lầm. Thứ sáu là dự, mua dựa trên những lời mách nước, tin đồn, tuyên bố, tách của cổ phiếu và những tin tức sự kiện, câu chuyện, lời khuyên của dịch vụ tư vấn hoặc những quan điểm cá nhân mà bạn nghe được từ những người tự xưng là chuyên gia của thị trường chứng khoán Nói cách khác là nhiều người quá dễ dàng mạo hiểm tiền mồ hôi nước mắt của mình theo lời khuyên của người khác thay vì bỏ thời gian để học tập, nghiên cứu và biết chắc việc họ đang làm gì, kết quả là họ gặp rủi ro mất nhiều tiền. Đa số những tin đồn, lời mách nước mà bạn nghe được đơn giản không phải là sự thật. Ngay cả nếu chúng là sự thật chăng nữa, trong đa số trường hợp cổ phiếu liên quan sẽ giảm giá chứ không lan giá thứ bảy là chọn những cổ phiếu hạng hai vì cổ tích cao hoặc là tỷ số giá trên lợi lợi tích b trên e thấp tức là tỷ số b trên e không quan trọng bằng tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong nhiều trường hợp một công ty càng trả cổ tích cao bao nhiêu thì có thể nó càng yếu bấy nhiêu có thể công ty đó phải vay lãi suất cao để đổ đầy các quỹ chi trả dưới hình thức cổ tức những công ty đang hoạt động tốt thường sẽ không chi trả cổ tích thay vào đó họ sẽ đầu tư nguồn vốn của mình vào công tác nghiên cứu phát triển hoặc là những cải tiến hoạt động khác ngoài ra nên nhớ rằng bạn có thể mất số tiền bằng một kỳ cổ tích chỉ trong vòng một hoặc à hai ngày dao động của cổ phiếu còn về tỷ số p trên e một tỷ số p trên e thấp có thể vì thành tích của công ty đó trong quá khứ quá kém cỏi, đa số cổ phiếu đều được bán đúng với giá trị thực của chúng tại thời điểm đó. Tiếp theo thứ 8 là không bao giờ bước chân qua khỏi vạch xuất phát có thể đó là tiêu chuẩn lựa chọn kém và không biết chính mình phải tìm kiếm điều gì ở một công ty thành công. Nhiều người mua những cổ phiếu hạng tư hoàn toàn không có gì đáng chú ý đang vận động không tốt có mức tăng trưởng lợi tích doanh thu và lợi suất trên vốn của cổ phần đáng đặt dấu hỏi và không phải là những cổ phiếu dẫn dắt của thị trường một cách thực sự những người khác thì quá tập trung vào cổ phiếu công nghệ nặng hoặc là tính đầu cơ hoặc là chất lượng thấp và nhiều rủi ro Thứ chín là mua những tên tuổi lão làng mà bạn đã quen thuộc. Chỉ vì bạn đã từng làm việc cho một công ty không nhất thiết biến nó thành một cổ phiếu để mua, phần nhiều mục tiêu đầu tư Phần nhiều những mục tiêu đầu tư tốt nhất là những cái tên mới lạ mà bạn chưa từng biết, nhưng với một cuộc nghiên cứu nho nhỏ bạn có thể phát hiện ra và tìm kiếm từ chúng trước khi chúng trở thành những tên tuổi Thành những siêu cổ phiếu. Thứ 10 là không có khả năng xác định và tuân theo những thông tin và lời khuyên tốt. Bạn bè, người quen và các nhà môi giới chứng khoán và các dịch vụ cố vấn đều có thể là nguồn cung cấp những lời khuyên sai lầm. Chỉ có một thiểu số nhỏ đã tự đạt được thành công đáng kể để bạn cân nhắc tới. Số lượng nhà môi giới chứng khoán hoặc là các dịch vụ cố vấn ngoại hạng cũng không nhiều so với những nghề như bác sĩ, luật sư hoặc là cầu thủ bóng chày. Thi đấu chuyên nghiệp leo lên được tới hạng ngôi sao, đa số các cầu thủ tốt nghiệp đại học thậm chí sẽ không được thi đấu chuyên nghiệp. Tiếp theo là 11 là không sử dụng biểu đồ và e ngại mua các cổ phiếu đang leo đỉnh giá mới hơn 98% số nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng một cổ phiếu đang leo đỉnh giá mới có vẻ là quá cao, nhưng các quan điểm và cảm giác cá nhân kém chính xác hơn nhiều so với bản thân và thị trường. Thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu trong một giai đoạn tăng trưởng của thị trường là khi cổ phiếu đó bắt đầu đột phá lên từ một nền giá vững chắc kéo dài ít nhất là 7 hoặc 8 tuần. Thứ 12 là bán những cổ phiếu nhỏ, dễ mua đang sinh lợi trong khi giữ những cổ phiếu thua lỗ. Nói cách khác là làm ngược lại hoàn toàn so với điều mà bạn phải làm, tống khứ những cổ phiếu thua lỗ và cho những cổ phiếu đang sinh lợi thêm thời gian. Thứ 13 là lo lắng quá nhiều về thế và các khoản hoa hồng. Tôn chỉ của trò chơi trước tiên là phải tạo ra lợi nhuận ròng đã sự lo lắng quá nhiều về mức khoản thế dẫn tới những quyết định đầu tư không hợp lý và hy vọng tránh được thế. Bạn cũng có thể phung phí một khoản lợi nhuận tốt và giữ cổ phiếu lại quá lâu và cố tìm lợi nhuận đầu tư dài hạn. Một số nhà đầu tư tự thuyết phục mình rằng họ không thể bán cổ phiếu ra vì bị đánh thuế, nhưng đó là một phán xét dựa trên cái tôi tự kỷ những khoản hoa hồng kèm theo việc mua hay bán cổ phiếu đặc biệt là thông qua các nhà môi giới trực tuyến là rất nhỏ so với số tiền của bạn có thể kiếm được nếu đưa ra những quyết định đúng ngay từ đầu và hành động ngay từ khi cần thiết thực tế bạn chỉ phải trả một khoản hoa hồng tương đối thấp và có thể rút ra khỏi đối tượng đầu tư của mình nhanh hơn nhiều là hai trong số những lợi nhuận lớn của việc sở hữu cổ phiếu so với tài sản thật. Với lưu lượng tiền mặt thường trực, bạn có thể tự bảo vệ bản thân một cách nhanh chóng với mức tổn thất thấp nhất và tận dụng những xu hướng mới để mang lại lợi nhuận khi chúng mở ra. Thứ 14 là tập trung thời gian vào việc phải mua những thứ gì và sau khi đã đưa ra quyết định mua thì lại không biết khi nào và những hoàn cảnh nào thì cổ phiếu đó cần phải bán hầu hết các nhà đầu tư không có quy luật hoặc là kế hoạch nào cho việc bán cổ phiếu ra, họ mới chỉ thực hiện phân nửa công việc cần làm để có thể thành công. Tiếp theo thứ 15 là thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc mua các công ty chất lượng cao có sự bảo trợ của các tổ chức mạnh và tầm quan trọng của việc học hỏi cách sử dụng biểu đồ để cải thiện năng lực lựa chọn và nắm bắt thời cơ. Tiếp theo thứ 16 là quá tập trung vào đầu cơ quyền giao dịch chứng khoán hoặc là hàng hóa sau khi nghĩ rằng đó là con đường làm giàu nhanh chóng. Một số nhà đầu tư còn tập trung chủ yếu vào các quyền giao dịch ngắn hạn. Giá vốn thấp có tính bất ổn và độ rủi ro cao. Thời hạn giao dịch luôn luôn chống lại những người sở hữu quyền giao dịch ngắn hạn. Một số còn viết những quyền giao dịch khống, bán những quyền giao dịch À, chứng khoán mà họ thậm chí không sở hữu phải chấp nhận một rủi ro rất lớn để đổi lấy một phần thưởng tiềm năng nhỏ bé. Tiếp theo thứ 17 là ít giao dịch theo giá thị trường mà thích đặt ra những mức giới hạn về giá của lại mua bán. Khi làm như trên, các trà đầu tư chỉ chăm chấu vào từng phần tư hoặc là phần 8 điểm hoặc các giá trị thập phân tương đương thay vì tập trung vào những hoạt động lớn và quan trọng hơn của cổ phiếu. Với các lệnh giới hạn, bạn phải chịu rủi ro, có thể hoàn toàn không theo kịp thị trường và không thể rút ra khỏi các cổ phiếu cần phải bán để giảm thiệt hại. Tiếp theo, 18 là thiếu khả năng định hướng khi cần đưa ra những quyết định. Nhiều người không biết là họ nên mua, bán hay giữ. Và sự không chắc chắn này cho thái họ không có đường lối chỉ đạo, đa số mọi người không tuân theo một kế hoạch đã được chứng minh một tập hợp những nguyên tắc nghiêm ngặt hay những quy luật mua bán để dẫn dắt họ đi đúng hướng. Mục thứ 19 là không đánh giá cổ phiếu một cách khách quan, nhiều người chỉ lựa chọn những công ty mà họ yêu thích thay vì dựa vào những niềm hy vọng và những quan điểm cá nhân của riêng mình các nhà đầu tư thành công chỉ chú ý đến thị trường vì thị trường gần như luôn luôn đúng. Bao nhiêu trong số những sai lầm được nêu trên đây đã mô tả niềm tin và thói quen đầu tư của bạn trong quá khứ. Những nguyên tắc và phương pháp kém cỏi đương nhiên sinh ra kết quả kém cỏi. Những nguyên tắc và phương pháp đúng đắn luôn sinh ra kết quả tốt. Sau khi nghe 19 những sai lầm trên, bạn đừng nhụt chí hãy nói lời củng cố những điểm yếu cho đến khi chúng trở thành những điểm mạnh của bạn cần phải có thời gian và một chút nỗ lực để có thể làm được điều đó nhưng một khi đã làm được nó mang lại cho bạn kết quả vô cùng xứng đáng tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngồi mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình những bài học từ sách vở từ những người thầy xin chân thành cảm ơn tất cả đã vì đã giúp tôi các bạn có xem qua các video của tôi thấy phù hợp cùng đam mê cùng chí hướng thì hãy đăng ký chia sẻ giúp cho chính mình bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn hạnh phúc hơn và thành đạt hơn mỗi người chúng ta ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình một là thầy giỏi hai là bạn tốt ba là sách hay chúc các bạn thành công